Con ngừng lại đôi chút để con chỉnh lại trái tim mình khi nửa ngày sống trôi qua. Con hòa nhịp với những kinh nghiệm sống trong sáng này. Con biết ơn vì điều gì? Con mở rộng trái tim với những người con gặp gỡ, với mọi người và những nơi con ghé qua. Con đã có thể làm những việc nào và sự bình an đến với con trong những khoảng khắc nào? Con nhìn lại những trở ngại mà con có thể vượt qua. Xin giúp con chuẩn bị trái tim mình cho sứ mệnh của Chúa Kitô. Khởi đầu với thái độ biết ơn, như người tông đồ nhìn nhận rằng mình được yêu thương, được chăm sóc và được chọn bởi chính Thầy của mình. Con cảm tạ Ngài vì mọi điều và làm mới lại của lễ dâng lên cho sứ mạng của Chúa Kitô.